chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, đúng từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024, người tuổi Giáp Thìn 1964, được thần tài báo mộng, lộc về liên tiếp, kiếm về bội tiền, giàu nhanh chóng mặt. Quý khán giả thân mến, trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề cực kỳ hấp dẫn và đầy kỳ diệu. Tử vi từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024 dành cho những người tuổi Giáp Thìn sinh 1964. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này hứa hẹn sẽ mang đến cho người tuổi Giáp Thìn những cơ hội vàng và những bất ngờ không thể ngờ tới. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này không chỉ đơn thuần là một thời điểm trong năm, đây là khoảng thời gian mà vũ trụ dường như đã sắp đặt để trao tặng những vận may và tài lộc. Có thể bạn sẽ nhận ra rằng, những nỗ lực và cố gắng của bạn trong quá khứ cuối cùng cũng được đền đáp. Hãy tưởng tượng rằng, bạn đang đứng trước cánh cửa của những giấc mơ và thời điểm này chính là chìa khóa để mở ra chúng, từ những cơ hội trong công việc đến những bất ngờ trong tài chính. Hãy chuẩn bị tâm lý để đón nhận những điều kỳ diệu. Thần tài có thể đang dõi theo bạn, chỉ điểm cho bạn những hướng đi đúng đắn để biến ước mơ thành hiện thực. Liệu bạn đã sẵn sàng để đón nhận những điều tốt đẹp sắp đến? Hãy cùng chúng tôi đi sâu vào từng khía cạnh của tử vi từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024 này để xem chính xác những điều gì đang chờ đón bạn. Người tuổi Giáp Thìn sinh 1964 thuộc mệnh hỏa, phúc đăng hỏa, tức lửa đèn nhỏ. Tuổi Giáp Thìn là người sống nội tâm và im lặng. Họ không muốn thể hiện bản thân, họ có cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và sức sống. Tuổi Giáp Thìn bất khuất với tham vọng lớn, đặc điểm thẳng thắn và kỹ năng lãnh đạo xuất sắc. Họ có khả năng đóng góp bản thân một cách vô điều kiện trong lĩnh vực công việc. Tuy nhiên, những người tuổi Giáp Thìn có thể không thực tế. Họ là những người mơ mộng và thích mơ mộng, thường suy nghĩ rất nhiều nhưng không làm gì cả. Họ bi quan, thờ ơ với người khác và không có khả năng chủ động giúp đỡ người khác. Vì vậy họ có rất ít bạn tốt và không hòa đồng. Người tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh phú đăng hỏa, tức là ngọn lửa đèn nhỏ, là đại diện cho tâm hồn nhiệt tình, ấm áp, sự khôi hài. Duyên dáng của họ sẽ mang đến bầu không khí vui tươi, thoải mái cho mọi người xung quanh. Cùng với phong thái tự tin, họ luôn trở thành trung tâm của đám đông và nhận được sự ngưỡng mộ từ người khác. Bên cạnh đó, tấm lòng thiện lương cũng là phẩm chất đáng quý của những người tuổi Giáp Thìn. Họ sẵn sàng giúp đỡ những người đang trong hoàn cảnh khó khăn một cách vô tư và chân thành. Được làm bạn với những người tuổi Giáp Thìn là một điều may mắn, bởi lẽ kiến thức uyên bác của họ sẽ mang đến cho mọi người những lời khuyên đúng đắn, những quan điểm mới mẻ về cuộc đời, về sự nghiệp. Những người tuổi Giáp Thìn sở hữu những yếu tố cần thiết để gặt hái được vô số thành công trong các ngành như giáo dục và nghiên cứu. Tuy nhiên, những ảo tưởng viễn vông có thể khiến họ trở thành những con người ngông cuồng. Lời khuyên dành cho họ là phải luôn tỉnh táo và học cách tỏ ra khiêm tốn với mọi người. Vận may nghề nghiệp cho người tuổi Giáp Thìn tương đối tốt. Họ có thể thu hút sự chú ý từ các nhà lãnh đạo và nhận được một số nhiệm vụ quan trọng. Nếu họ có đủ điều kiện cho những công việc này, sự nghiệp của họ sẽ suôn sẻ. Tuy nhiên, họ nên giải quyết các mối quan hệ giữa các cá nhân trong công việc của họ một cách chính xác. Thật khó để họ kiếm được quá nhiều tiền từ công việc của họ và tham vọng của họ cũng không đủ mạnh. Họ dễ dàng hài lòng với tình hình hiện tại của mình. Nhưng họ thông minh trong đầu tư, họ luôn có thể tìm thấy cơ hội kinh doanh sâu sắc. Vì vậy, họ có thể kiếm được một số lợi nhuận từ đầu tư nói chung. Họ có thể sống một cuộc sống ổn định. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Giáp Thìn sinh 1964, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này dự báo về những sóng gió, chông gai mà người tuổi Giáp Thìn sẽ phải đối mặt, hung giận lấn át các giận, bất lợi nhiều hơn các lành, công việc tăng cả về khối lượng lẫn thách thức, bản mệnh phải chịu áp lực lớn từ phía cấp trên và đồng nghiệp. Điềm báo tử vi cho thấy dễ xảy ra mâu thuẫn, lục đục nội bộ khiến bạn khó tập trung làm việc. Dù thế nào đi nữa thì bạn cũng nên xem xét vấn đề thật thận trọng, để sau này không phải hối tiếc điều gì. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, bản mệnh ít gặp may mắn về chuyện tiền bạc, buôn bán, kinh doanh tương đối khó khăn. Hoặc ban đầu thuận lợi thì ngay lập tức có trở ngại nhất định, vận khí giảm sút nên không có lợi cho làm ăn lớn, dễ gặp vấn đề về giấy tờ pháp lý. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, người tuổi Giáp Thìn có quá nhiều việc phải lo nghĩ nên cơ thể dễ suy nhược và mệt mỏi. Do đó bạn cần nghỉ ngơi,
tĩnh dưỡng để đảm bảo sức khỏe. Ngoài ra, bạn cũng nên đề phòng bệnh cũ tái phát, hạn chế đến nơi vắng vẻ, hoang du, ăn uống thanh đạm và đa dạng các loại thực phẩm. Về mối quan hệ từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, khúc mắc xảy ra thường đe dọa hạnh phúc của con giáp này. Người độc thân có cơ hội nhưng vẫn dễ bỏ lỡ do duyên mỏng manh với người đã có gia đình. Tình cảm vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn, xung đột, không ai chịu nhường nhịn. Nguyên nhân cũng bởi cả hai luôn đề cao cái tôi của mình. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Giáp Thìn sinh 1964, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Giáp Thìn sinh 1964, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, do chịu ảnh hưởng từ xung thái tuế và nguyệt lệnh lâm suy dự báo, đây không phải là tháng dễ thở với tuổi Giáp Thìn, hàng loạt những tác động tiêu cực từ vận trình. Trong thời điểm này buộc con giáp này phải có những điều chỉnh, tính toán lại, nếu không muốn khó khăn trồng chất khó khăn. Công việc là phương diện ảnh hưởng lớn nhất, mọi việc trong thời điểm này đều ở mức dậm chân tại chỗ, khối lượng công việc không ít mà tính thách thức cũng không nhỏ. Bản mệnh phải chịu áp lực lớn từ phía cấp trên và đồng nghiệp, bạn cũng cần chú ý đến thái độ làm việc của mình để tránh gặp phải những tranh chấp không đáng có ở công ty. Điểm báo tử vi cho thấy dễ xảy ra mâu thuẫn, lục đục nội bộ khiến bạn khó tập trung làm việc. Dù thế nào đi nữa thì con giáp này cũng nên xem xét vấn đề thật thận trọng để sau này không phải hối tiếc điều gì. Tinh thần làm việc khá uể oải, đôi khi bạn còn có tâm lý e ngại và sợ khi phải đương đầu với những thử thách trong công việc. Khi gặp phải khó khăn, rắc rối, bạn không chủ động giải quyết mà dường như có suy nghĩ chờ đợi người khác đến giúp mình. Một số cơ hội đến nhưng bạn lại không sẵn sàng nắm bắt lấy nó để dục mất một cách đáng tiếc. Trong một thời điểm bận rộn như thế này, tuổi Giáp Thìn cần chú ý ổn định cảm xúc. Bạn nên cố gắng duy trì thái độ ổn định và tích cực, dù phải đối mặt với những thách thức và áp lực nghề nghiệp. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Giáp Thìn sinh 1964, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, người tuổi Giáp Thìn ít gặp may mắn về chuyện tiền bạc, thậm chí còn có điểm hao tốn tiền của, chi tiêu vượt mức. Nguy cơ rất lớn rơi vào cảnh vay mượn, nợ nần do sự nghiệp gặp khó khăn, nên thu nhập của con giáp này cũng sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí có những khoản thu nhập bình thường có thể bị giảm. Chẳng những vậy, việc buôn bán kinh doanh tương đối khó khăn hoặc ban đầu thuận lợi thì ngay lập tức có trở ngại nhất định, vận khí giảm sút nên không có lợi cho làm ăn lớn. Dễ gặp vấn đề về giấy tờ pháp lý, hãy nhớ rằng làm ăn càng lớn thì rủi ro càng cao, nên đi từng bước thật chậm nhưng vững vàng. Vì vậy, người tuổi Giáp Thìn thời điểm này cần quản lý chặt chẽ túi tiền của mình, tích lũy là trên hết để đề phòng tình huống bất ngờ xảy ra. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Giáp Thìn sinh 1964, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, do quá nhiều việc phải lo nghĩ nên cơ thể tuổi Giáp Thìn rất dễ suy nhược, mệt mỏi. Do đó, bạn cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để đảm bảo sức khỏe. Những ai có tiền sử bệnh hay đang sẵn đau ốm thì càng phải cẩn thận. Sức khỏe giảm sút nên bạn thường xuyên cảm thấy uể oải, ăn uống không ngon miệng. Nguyên nhân một phần do ít vận động, thói quen suy nghĩ tiêu cực khiến bản mệnh trở nên mệt mỏi, chán nản như vậy. Ngoài ra, bạn cũng nên đề phòng bệnh cũ tái phát, hạn chế đến nơi vắng vẻ, hoang du, ăn uống thanh đạm và đa dạng các loại thực phẩm. Điều quan trọng là tuổi Giáp Thìn phải duy trì tập thể dục thường xuyên và khám sức khỏe định kỳ để ngăn ngừa các vấn đề về thể chất ảnh hưởng xấu đến cuộc sống và cả công việc của bạn. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Giáp Thìn sinh 1964, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch. Tử vi từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch của 12 con giáp cho thấy cục diện tử vi tương xung gây ra nhiều khúc mắc, đe dọa hạnh phúc của tuổi Giáp Thìn. Tình cảm có nhiều biến động. Thời điểm này, người độc thân có cơ hội nhưng vẫn dễ bỏ lỡ do duyên mỏng manh, đến rồi đi. Dù bạn cũng có sự chủ động và hòa đồng hơn trong các mối quan hệ khác giới, nhưng vẫn chưa đủ để có một mối quan hệ chính thức. Với người đã lập gia đình, vợ chồng bạn dễ nảy sinh mâu thuẫn, xung đột, không ai chịu nhường nhịn. Nguyên nhân cũng bởi cả hai luôn đề cao cái tôi của mình.
Có thể căng thẳng càng bị đẩy lên cao trào khi có người thứ xuất hiện giữa hai người, cần phải có sự tin tưởng và thấu hiểu cho nhau thì mới duy trì được mối quan hệ. Tiếp theo chương trình, ngay sau đây sẽ là những ngày may mắn từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024 cho tuổi Giáp Thìn sinh 1964. Ngày mùng 7 đầu tháng 9 âm lịch, những cuộc trao đổi thú vị và hàng loạt những ý tưởng mới đầy táo bạo sẽ liên tục ập đến trong đầu người tuổi Giáp Thìn trong ngày này, khiến bạn có hứng thú theo đuổi các mục tiêu dài hạn. Ngày mùng 9 đầu tháng 9 âm lịch, trong ngày này, thái độ khiêm tốn cùng sự nhiệt tình, chăm chỉ của bản mệnh sẽ được mọi người đánh giá rất cao. Lãnh đạo có thể giao cho bạn phụ trách những công việc quan trọng. Trong ngày này, bạn hãy quyết liệt hơn trong các khoản đầu tư làm ăn, hứa hẹn bạn sẽ có doanh thu lớn đổ về vào thời gian sắp tới. Ngày mùng 10 đầu tháng 9 âm lịch, trong ngày này, người tuổi Giáp Thìn cực kỳ tinh ý, chỉ cần nghe một từ khóa quan trọng nào đó là bạn đã có thể khai thác được vấn đề. Bạn tha hồ sáng tạo với những ý tưởng hay ho từ đó. Ngày 11 đầu tháng 9 âm lịch, trong ngày này, công việc của người tuổi Giáp Thìn sẽ có những chuyển biến tích cực. Bạn có thể gây được ấn tượng tốt đẹp đối với cấp trên, đồng nghiệp và cả đối tác làm ăn. Nhờ chăm chỉ và nỗ lực không ngừng, bạn có thể được khen ngợi một cách công khai hoặc thậm chí được khen thưởng về mặt tài chính. Ngày 13 đầu tháng 9 âm lịch, trong ngày này, cơ hội phát tài sẽ đến với người tuổi Giáp Thìn. Trong hoàn cảnh khó khăn như hiện tại thì đây quả là thời cơ hiếm có. Bạn hãy nhanh tay nắm bắt lấy, đừng bỏ lỡ kẻo phải hối tiếc về sau. Quý khán giả thân mến, ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tuần của tuổi Giáp Thìn sinh 1964, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Giáp Thìn sinh 1964, tức là tuổi mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 9 âm lịch. Tuần này, cục diện tương xung ảnh hưởng khiến người tuổi Giáp Thìn luôn coi mình là người tài giỏi nhất. Vì hay hạ thấp ý kiến của người khác nên bản mệnh dễ gây mất lòng, thậm chí là tổn thương những người xung quanh mình. Có nhiều khả năng bạn sẽ trải qua một ngày vất vả do ôm đồm quá nhiều công việc. Bạn nên học cách tin tưởng mọi người và chia sẻ gánh nặng của mình với người khác, chẳng hạn như với đồng nghiệp hoặc người thân, bạn bè của mình. Về chuyện tình cảm, trong tuần này thổ khắc thủy nhắc nhở con giáp này cần quan tâm đến gia đình. Dù công việc có bận rộn đến thế nào đi chăng nữa, bạn hãy cố gắng dành một khoảng thời gian để quây quần bên các thành viên, cùng trò chuyện và làm các công việc nhà, đừng dồn mọi trách nhiệm cho nửa kia. Tử vi tuần thứ hai từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Giáp Thìn sinh 1964, tức từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 9 âm lịch. Tuần này, cục diện tự hình ảnh hưởng đến cảm xúc của người tuổi Giáp Thìn, khiến bạn dễ có những tư tưởng bi quan. Bản mệnh nên học cách đối diện với những điều không mong muốn, đừng tìm cách lảng tránh hoặc đổ lỗi cho người khác. Thời điểm này, bạn nên hạn chế sự nóng vội, đưa ra những quyết định không chính xác. Bạn nên dành thời gian nhìn nhận lại mọi việc và tự kiểm điểm xem đó có phải là nguyên nhân khiến mình khó gặt hái được thành công hơn người khác không. Về chuyện tình cảm trong tuần, thổ khắc thủy tử vi cũng khuyên con giáp này cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia. Mỗi khi đôi bên có bất đồng ý kiến, bạn chớ nên khăng khăng với ý kiến cá nhân, bỏ ngoài tai những điều người ấy nói. Tiếp theo sẽ là cẩm nang dượng vận cho tuổi Giáp Thìn sinh 1964, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Khẩu quyết: khối lượng công việc không ít, tính thách thức cũng không nhỏ, có điểm hao tốn tiền của, rơi vào cảnh vay mượn nợ nần. Quý nhân là tuổi Dần và tuổi Mùi, tiểu nhân là tuổi Hợi và tuổi Mão. Màu sắc may mắn là màu tím và màu đen. Con số may mắn là 75, 24 và 35. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ, thuận lợi thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Về tuổi Giáp Thìn sinh 1964 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp, xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Tý. Trong việc làm ăn kinh doanh, tuổi Giáp Thìn và tuổi Tý rất hợp nhau, vì tuổi Tý và tuổi Giáp Thìn hỗ trợ cho nhau một cách hoàn hảo,
sẽ nhanh chóng đạt đến thành công. Tuổi Tý khôn ngoan và mưu trí giúp tuổi Giáp Thìn có thể phát huy được hết khả năng và bản lĩnh của mình. Giữa họ cũng ít khi xảy ra vấn đề về xung đột lợi ích hay mâu thuẫn nghiêm trọng, nên liên minh tuổi Tý và tuổi Giáp Thìn luôn vững chắc và lâu bền. Tuy nhiên, cả hai tuổi này đều thích trở thành trung tâm của sự chú ý. Tuổi Tý thông minh, nhanh nhẹn, luôn mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh. Có nét dũng mãnh, cộng với sự thông minh của tuổi Giáp Thìn cũng khiến mọi người khâm phục và nhớ mãi về cách ứng xử rất nhiệt thành. Đôi khi hai tuổi này có thể có mâu thuẫn nho nhỏ, nhưng những rắc rối này lại được hóa giải rất tự nhiên, hài hước và không khí lại trở nên ôn hòa như bình thường. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Sửu. Tuổi Giáp Thìn và tuổi Sửu có thể kết hợp rất ăn ý nếu họ có chung mục tiêu. Người tuổi Giáp Thìn dữ dội, mãnh liệt, ngược hẳn với người tuổi Sửu nhút nhát và khá nghiêm túc. Trong các cuộc tụ tập hay các hoạt động xã hội thường ít khi xuất hiện tuổi Sửu, nhưng các câu chuyện liên quan đến gia đình hay trách nhiệm với bạn bè thì tuổi Sửu luôn xuất hiện rất đúng lúc. Chính vì vậy, tuổi Giáp Thìn rất nể tuổi Sửu. Tuy nhiên, tuổi Giáp Thìn vốn gan dạ và ít sợ sệt người kia nên rất khó thay đổi. Mặc cho tuổi Sửu phàn nàn hay không vừa ý trong mối quan hệ làm ăn, hai con giáp này góp phần tạo nên một tập thể khá vững chắc. Tuổi Giáp Thìn khá nhạy bén trong chuyện kiếm tiền, nhưng không vì vậy mà coi tiền hơn tất cả. Tuổi Sửu tâm phục khẩu phục tuổi Giáp Thìn về đặc điểm trên và thành tâm hết sức để cùng tuổi Giáp Thìn xây dựng tập thể chung. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Dần. Khi là đối tác làm ăn, hai con giáp này rất khó hòa hợp bởi họ luôn tranh giành quyền lực với nhau. Ai cũng muốn làm việc theo cách riêng của mình và cho rằng đó là cách tốt nhất. Tuổi Giáp Thìn phải lựa chiều để có thể trở thành đối tác của tuổi Dần. Ngược lại, tuổi Dần cần phải học cách để chia sẻ và làm theo mục đích chung, chứ không thể chỉ làm theo cách riêng của mình. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Mão. Khi là đối tác làm ăn, hai hành tinh này sẽ tạo thành một tập thể làm ăn phát đạt, với điều kiện cả hai cùng chung sức chung lòng. Tuổi Giáp Thìn sẽ đảm nhiệm các công việc liên quan đến vật chất và tài chính, còn những ý tưởng sáng tạo thì cả hai cùng góp sức. Nhưng tuổi Giáp Thìn vẫn giữ vai trò là người lãnh đạo, điều này tuổi Mão hoàn toàn hài lòng. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Thìn. Khi là đối tác kinh doanh, vấn đề tồn tại rất lớn giữa hai con giáp này đó là chuyện tranh giành quyền lực. Tuổi Giáp Thìn nào cũng muốn quyền lực thuộc về mình, hai con giáp này phải cùng làm việc để tìm lại cân bằng. Vốn dĩ tuổi Giáp Thìn có khả năng lãnh đạo, có nhiều sáng kiến, nhưng hai người cùng làm việc thì việc lập kế hoạch lại chưa ổn lắm. Tuy nhiên khi có rắc rối, cả hai kết hợp với nhau lại rất hiệu quả và sáng tạo. Nơi làm việc của hai người sẽ khá năng động và hiện đại. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Tỵ. Nếu là đối tác kinh doanh, tuổi Giáp Thìn với tuổi Tỵ rất hợp nhau. Tuổi Tỵ sẽ là người tổ chức, lập kế hoạch và khá may mắn trong chuyện tiền bạc. Trong khi đó, tuổi Giáp Thìn là người thích hợp nhất để biến những kế hoạch của tuổi Tỵ thành hiện thực. Bởi vậy, tổ chức mà hai tuổi này cùng tham gia sẽ làm ăn rất hiệu quả. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Ngọ. Trong làm ăn, tuổi Giáp Thìn và tuổi Ngọ sẽ có khối việc để làm. Nếu lập công ty chung, công ty của họ sẽ liên tục phát triển. Bản chất tuổi Ngọ là rất hay bay nhảy và không tập trung làm việc gì tới nơi tới chốn. Và chính người tuổi Giáp thì sẽ giúp họ tìm được sự hứng khởi trong những công việc tưởng như nhàm chán. Nhìn chung, tuổi Giáp Thìn thì may mắn trong kinh doanh, còn tuổi Ngọ lại có tài làm ăn. Họ chắc chắn sẽ tạo nên một đế chế thịnh vượng. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Mùi. Nếu hai hành tinh này làm ăn chung với nhau thì họ có thể tạo thành một tập thể liên tục đi lên. Bởi họ có những tính cách bổ sung và hỗ trợ cho nhau, tuổi Giáp Thìn thông minh và năng lượng dồi dào sẽ đóng vai trò làm người ở tiền tuyến. Còn tuổi Mùi cũng thích chỉ huy nhưng làm những việc ở hậu phương. Vì vậy, giữa hai con giáp này không có chuyện tranh giành quyền lực. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Thân. Khi tuổi Giáp Thìn và tuổi Thân cùng làm ăn với nhau, họ sẽ sẵn sàng đón nhận những thách thức. Bởi bản chất của họ vốn ưa mạo hiểm, họ thường khuyến khích nhau cùng tìm ra những hướng mới cho công việc kinh doanh. Tuổi Giáp Thìn rất may mắn về tài chính và có vẻ như làm việc chăm chỉ hơn tuổi Thân. Đó có thể là may mắn của tuổi Thân khi được làm việc với tuổi Giáp Thìn. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Dậu. Khi tuổi Giáp Thìn và tuổi Dậu cùng làm ăn với nhau, hai con giáp này sẽ xây dựng một tập thể vững mạnh và liên tục phát triển. Đó là nhờ những may mắn của tuổi Giáp Thìn và sự sáng tạo, đức tính cần mẫn, tỉ mỉ của tuổi Dậu
Tuổi Giáp thì chính là người sẽ mang những điều bất ngờ về tiền bạc và nguồn khách hàng dồi dào đến cho công việc kinh doanh của hai người. Về phía tuổi Dậu sẽ là hậu phương vững chắc, lập kế hoạch và quản lý tài chính. Cả hai con giáp này đều trung thực nên họ rất tin tưởng lẫn nhau và cùng lái con thuyền kinh doanh của họ tới những bến bờ của sự thịnh vượng và phát triển. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Tuất. Nếu hai hành tinh này có quan hệ làm ăn với nhau, họ sẽ làm việc hết sức để bảo vệ người kia và bảo vệ công ty. Tuy nhiên, điều kiện ở đây là họ phải hiểu được mục tiêu của nhau. Tuổi Tuất làm việc chăm chỉ và biết cách phân bổ thời gian. Hai đức tính này làm tuổi Giáp Thìn rất hài lòng. Tuổi Giáp Thìn rất may mắn với chuyện tiền bạc, nhưng tuổi Tuất đôi khi vẫn cảm thấy hơi mạo hiểm khi làm việc với con giáp này. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Hợi. Trên thực tế, tuổi Hợi không hề lười khi tin vào mục tiêu của mình. Nếu hai con giáp là các đối tác làm ăn, tuổi Giáp Thìn với năng lượng dồi dào và đầy ý tưởng sáng tạo sẽ đóng vai trò là người ở tiền tuyến, thúc đẩy quá trình kinh doanh liên tục đi lên. Tuổi Giáp Thìn vốn là con giáp ưa mạo hiểm và thường gặp may mắn, còn tuổi Hợi thì rất vui vẻ thực hiện mục tiêu chung của hai người dưới sự lãnh đạo của tuổi Giáp Thìn. Bởi tuổi Hợi vốn thích thú chăm sóc những người hoặc công việc mà mình yêu thích, cả hai hành tinh đều rất trung thành và tin tưởng lẫn nhau. Quý khán giả thân mến, con người người trên thế gian ai cũng mong muốn một cuộc đời may mắn, thuận lợi. Vì vậy, làm bất kể việc lớn nhỏ nào người ta đều xem phong thủy, đặc biệt là người phương Đông. Nói đến phong thủy, nhiều người thường nghĩ đến những yếu tố bên ngoài như đất cát, nhà ở. Nhưng kỳ thực trên thân người có 3 điểm phong thủy vô cùng quan trọng mà dường như nhiều người lại quên mất. Muốn thay đổi vận mệnh của một con người, chỉ cần làm tốt 3 việc này. Điểm phong thủy thứ nhất là tâm. Người ta nói tâm là phong thủy lớn nhất, tốt nhất của một người. Để có tâm tốt cần chú ý 3 điều sau. Nuôi dưỡng tâm thiện lương. Thiện lương là thiên tính của con người, là gốc rễ làm người. Cổ ngữ nói, người đã mất đi thiện lương thì có thể còn không bằng loài cầm thú. Người xưa cũng có câu, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Người có tấm lòng thiện lương, làm nhiều việc thiện, việc tốt, thì cuộc đời của người ấy nhất định sẽ tốt đẹp. Một người có thể không có phú quý, không có danh tiếng, nhưng nếu không có thiện lương thì là đã mất đi cái gốc làm người rồi. Ngày hôm nay nếu bạn gieo hạt giống thiện lương thì ngày mai nhất định sẽ thu được quả ngọt nuôi dưỡng tâm khoan dung. Mỗi người nên đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ, để cân nhắc, lý giải những việc người khác khó xử khi gặp việc không như ý hay người khác đối xử không tốt với mình. Thay vì thù giận, hãy mở lòng khoan dung, bạn sẽ thấy sự việc không đến nỗi tồi tệ như bạn vẫn tưởng tượng. Xưa nay người có tấm lòng khoan dung, độ lượng luôn được người khác tôn trọng, nguyện ý kết giao, cho người khác một đường lui, bạn sẽ nhận được phúc báo trong tương lai. Nuôi dưỡng tâm khiêm tốn. Khiêm tốn là một loại mỹ đức, là một loại cảnh giới cao của tu dưỡng, kiêu ngạo thì chiêu mời tổn hại, khiêm tốn thì được lợi, con người nên là học theo sự khiêm tốn, vô tư và kiên định của đại địa. Trong dịch kinh giảng rằng, hết thầy pháp tắc làm người và đạo lý đều là thiên địa âm dương biến hóa. Trong mỗi một quẻ hào đều có hung và cát. Quẻ hung là để cảnh giới con người bỏ ác hành thiện. Quẻ cát là động viên, khuyến khích con người phải mỗi ngày làm một việc thiện khác. Chỉ có quẻ khiêm, khiêm nhường là mỗi một hào đều là cát tường, may mắn. Điểm phong thủy thứ hai là miệng. Miệng của một người có thể tạo phúc, nhưng cũng có thể chiêu mời họa. Để dưỡng tốt điểm phong thủy này cần nhớ 3 điểm sau. Không bóc trần thiếu sót của người khác. Mỗi người đều có những điểm thiếu sót, đều có khuyết điểm riêng. Cổ nhân có câu, nhân hoạt nhất, trương kiểm thụ hoạt nhất. Trương bị ý nói, con người sống không thể không có thể diện. Giống như cây cối không thể không có lớp vỏ. Khi thấy thiếu sót của người khác nên lựa thời điểm nói, không nên nói trước mặt nhiều người. Mỗi người đều có thể diện của mình. Nếu ngày hôm nay bạn làm khó dễ người khác, ngày mai có thể bạn sẽ gặp phải chính tình cảnh ấy. Không bóc trần thiếu sót của người khác là một loại độ lượng. Miệng nói nhiều lời tốt đẹp, con đường đời của bạn sẽ ngày càng rộng mở hơn, được nhiều thiện duyên hơn. Không khoa trương, ba hoa. Rất nhiều người thường thích nói lời khoa trương, khoe khoang về bản thân, giống như không nói ra thì không thể hiện được cái bản tính của mình vậy. Đây là điều rất kỵ. Quý cổ nhân có câu, thiên ngoại hữu, thiên nhân ngoại hữu nhân. Ý nói, người tài còn có người tài hơn, cho nên khiêm tốn vẫn là tốt nhất, không nói lời vô nghĩa, không thích hợp. Người có trí tuệ cao khi có việc cần nói sẽ nói,
Không có việc thì bảo trì sự im lặng, tĩnh tại. Người nói những lời vô nghĩa sẽ không chỉ khiến người khác ghét bỏ mà còn chiêu mời họa. Thực tế chứng minh rằng, chỉ những lời nói đúng mực, chính xác và thích hợp mới có đủ sự thuyết phục đối với người nghe. Trong cuộc sống, những lời nói, lời giải thích sâu sắc được người khác hoan nghênh, lời sáo rỗng, vô nghĩa khiến người nghe khó chịu. Điểm phong thủy thứ ba là hành vi. Hành vi của một người cũng thể hiện ra sự tu dưỡng đạo đức của người đó. Mỗi hành vi, cử chỉ cũng sẽ đem đến vận khí khác nhau cho một người. Không có thành công bằng con đường tắt. Thành công mà một người đạt được là không có con đường tắt, cần phải trả giá bằng sự cố gắng thực sự. Người đầu cơ trục lợi bằng thủ đoạn nào đó thì tuy rằng nhất thời có thể đạt được một chút lợi ích, nhưng vì nền tảng không vững chắc nên cuối cùng cũng không đạt được kết quả lý tưởng. Không hại người lợi mình. Làm hại người để mình được lợi thì nhất thời có thể chiếm được chút lợi, nhưng cuối cùng cũng sẽ nhận được kết quả không hay. Điều này là do quy luật nhân quả chi phối, cho nên giữa người với người trong đối nhân xử thế hay trong kinh doanh làm ăn vẫn nên hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau là tốt nhất. Không đổi đức lấy lợi. Người ta thường chỉ hay nhìn những điều lợi trước mắt mà quên đi cái đức của bản thân mình. Xã hội hiện đại ngày nay rất nhiều người vì lợi mà quên nghĩa, vì lợi mà lừa gạt thảm hại người khác, thậm chí làm thương tổn người khác, nhưng lại không biết được rằng điều họ thực sự mất đi còn lớn hơn điều họ nhận được. Cái được chẳng bù nổi cho cái mất. Cổ nhân giảng, hòa phúc không tự nhiên đến, nó là do con người tự chiêu mời mà đến. Việc thiện hay việc ác đều có quả báo như hình với bóng. Thời cổ đại người ta tin rằng vì tài vật lợi ích mà lừa gạt, hãm hại người khác thì chính là đánh mất đi đức và phúc báo của mình. Trên đây là tử vi của tuổi Giáp Thìn sinh 1964, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một thời điểm mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.